Nhận định bóng đá Brazil với Venezuela, 7:30 phút ngày 19 tháng 6, đặt lên bàn cân. Venezuela chỉ là hạt cát so với sa mạc Brazil, vị thế của đôi bên trên bản đồ bóng đá quá khác biệt. Brazil luôn được coi là nền bóng đá số 1 thế giới từ trước tới nay. Họ đang giữ kỷ lục vô địch thế giới, và cũng có 8 lần xưng vương ở Copa America, trong khi Venezuela chưa một lần được nếm trải vinh dự đó. Bóng đá Venezuela dù có nhiều tiến bộ trong khoảng thời gian gần đây, nhưng rõ ràng đặt bên cạnh Brazil thì họ vẫn chỉ là kẻ tí hon trước gã khổng lồ. Brazil dù không có ngôi sao sáng nhất Neymar, cùng với việc một loạt nhân tố chủ chốt vài năm gần đây không được triệu tập như Marcelo, Paulinho, Renato Augusto, nhưng họ vẫn cho thấy thực lực đáng sợ của mình. Những nhân tố mà huấn luyện viên Tite cho gọi để tham dự Copa America năm nay đa phần đều có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ chủ quản mùa vừa qua. Những trường hợp cá biệt chơi không tốt ở câu lạc bộ như Coutinho nhưng khi khoác lên mình màu áo Sele cao lại khác hẳn. Điều người biết quan tâm là những cái tên như Richarlison, Neres hay chính Coutinho đều rất khát khao khẳng định bản thân. Bên phía Venezuela, những cái tên mà huấn luyện viên Dudamel triệu tập để tham dự Copa America lần này phần lớn đều xa lạ với giới mộ điệu. Có lẽ chỉ Salomon Rondon, cầu thủ đang chơi cho Newcastle, là được người hâm mộ túc cầu ráo biết đến nhiều nhất. So với dàn sao của Brazil thì rõ ràng chất lượng nhân sự của Venezuela thua kém rất nhiều. Ngoài ra thì trận mở màn dù có một điểm trước Peru nhưng cần thấy rằng Venezuela lép vế về mọi mặt so với đối thủ. Trận ra quân dù gặp bế tắc trong hiệp 1 nhưng Brazil đã lột xác ở hiệp 2 để khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 3-0 trước Bolivia. Trận cầu ngày hôm nay họ chấp Venezuela 2 hòa, và người biết vẫn đánh giá cao khả năng Brazil thắng đậm. Sở dĩ tôi cho là như vậy bởi trong bối cảnh handicap Brazil chấp 2 hòa mà mức tài xỉu chỉ là 3 hòa thì gần như cửa dưới không có hy vọng vào việc giành điểm số. Hơn thế nữa, nếu so với những lần đối đầu gần đây giữa đôi bên thì rõ ràng mức chấp ngày hôm nay là sự khác biệt. Dù luôn được đánh giá vượt trội so với Venezuela nhưng nên nhớ từ năm 2008 trở lại đây, chưa lần nào Brazil chấp đến 2 hòa khi gặp đối thủ này. Vậy nên khi sàn châu Á xuất hiện tỷ lệ như hình dưới đây thì rõ ràng Brazil không phải là lựa chọn tồi. Thông tin đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử đôi bên từng 25 lần đụng độ, Brazil thắng 21 trận còn Venezuela thắng 2 lần. Nếu chỉ tính trong khuôn khổ Copa America, hai đội đã gặp nhau 7 lần và Brazil thắng 6, hòa 1. Cả hai lần chạm trán mới nhất, Brazil đều vượt qua Venezuela với cách biệt 2 bàn. Lựa chọn tốt nhất, Brazil, dự đoán 3-0.